Thưa quý vị, một nhóm học sinh của trường trung học phổ thông Thới Long, quận Ô Môn đã tìm ra cách biến rơm rạ, vốn thường bỏ đi, thành nguyên liệu làm ra những sản phẩm có giá trị và thân thiện với môi trường. Các em đã tạo ra giấy và các sản phẩm khác như là dĩa, ly, hộp, các đồ handmade, tranh vẽ, quảng bá văn hóa địa phương, thiệp, vân vân. Dự án này có tên gọi là Thổi hồn vào rơm thành các sản phẩm thân thiện với môi trường. Dự án Thổi hồn vào rơm thành các sản phẩm thân thiện môi trường được giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Startup First 2023. Tham gia dự án gồm Trần Phạm Thoại Như, Nguyễn Thanh Thành, Cao Minh Trí, Trần Thị Như Ý là học sinh của trường trung học phổ thông Thới Long, quận Ô Môn. Chúng em là những người sống ở vùng nông thôn cũng như là có những cái đồng ruộng, thì sau những cái vụ mùa thì chúng em thấy là những người nông dân họ thường hay bỏ cũng như là đốt rơm rạ, thì nó có những cái khói gây ảnh hưởng tới môi trường, cho nên chúng em mới xuất hiện cái ý tưởng cũng như là tận dụng nguồn rơm rạ phế phẩm để mà làm nên các sản phẩm thân thiện với môi trường. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, nhóm đã tiến hành thực hiện dự án. Để có được các sản phẩm giấy chống thấm, dĩa, ly, hộp giấy phải trải qua nhiều bước cơ bản như lựa chọn, thu gom rơm rạ, rửa sạch, cắt nhỏ và nấu rơm rạ, xay nhuyễn và bổ sung các nguyên liệu thích hợp. Sau đó đem phơi khô trong khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Với 1 ký rơm thì sẽ tái chế thành 200 tờ giấy. Chi phí sản xuất ước tính khoảng 40.000 đồng. Khi triển khai thì chúng em cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong những cái công đoạn làm, thì chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên trong quá trình làm còn những cái thiếu sót cũng như là sản phẩm nó ra nó không được như mong muốn của chúng em. Và bên cạnh đó chúng em cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình cũng như là sự giúp đỡ của từ giáo viên hướng dẫn, nên chúng em cũng đã phát triển cũng như là chỉnh sửa trong cái công đoạn làm để có thể ra được cái sản phẩm nó chỉnh chu và nó hoàn hảo nhất. Mong muốn của nhóm là thay thế nguồn nguyên liệu nhựa sử dụng một lần khó phân hủy, hạn chế khai thác gỗ để làm giấy. Cùng với đó, quảng bá văn hóa địa phương trên nhiều phương diện, rơm rạ đồng quê, tranh vẽ địa danh nổi tiếng, vân vân, thu hút người tiêu dùng hướng đến giá trị cộng đồng. Các sản phẩm thô được bán dao động từ 300 đồng đến 500 đồng. Đối với sản phẩm gia công như tranh, thiệp mời có giá dao động từ 10.000 đến 80.000 đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Từ lúc triển khai dự án đến nay, nhóm bán các sản phẩm được hơn 5 triệu đồng. Em thì đã thử mua sản phẩm nhiều lần rồi và em cảm thấy là cái mô hình này thì cảm thấy nó rất là tốt, nó rất là phù hợp với giới trẻ hiện nay. Em đã ủng hộ là những cái sản phẩm làm giấy từ rơm của nhóm để em đem về em làm, em vẽ tranh trên đó cũng như là em làm những cái túi đựng quà. Trong quá trình dự thi cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thì ban giám khảo cũng đã góp ý cho chúng em những góp ý rất là quý báu để chúng em có thể phát triển được dự án của mình hơn nữa. Thì trong những góp ý đó thì có là chúng em sẽ là tạo đa dạng hóa sản phẩm và làm cho sản phẩm trở nên bắt mắt hơn thông qua việc là vẽ tranh cũng như là vẽ các họa tiết vào trong các sản phẩm như là ly rồi bao bì. Rồi chúng em sẽ thiết kế bao bì, chúng em sẽ tạo nên những câu chuyện cho những cái sản phẩm của mình để thu hút được khách hàng nhiều hơn nữa và tạo nên những cái combo trở về tuổi thơ. Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em bằng triển khai những cái thông tin về những cuộc thi hoặc là những cái phong trào mà cấp trên phát động, rồi hỗ trợ về kiến thức và về điều kiện để các em có thể tham gia sáng tạo. Hiện nay cái dự án của chúng tôi đang gặp khó khăn ở chỗ là thiếu cái thiết bị, các cái thiết bị hiện đại. Vì vậy mà cái công đoạn thực hiện thì chủ yếu là bằng thủ công, dẫn đến là chất lượng sản phẩm thì chưa đồng đều. Cho nên là trong tương lai thì chúng tôi dự kiến là sẽ tận dụng cái phần mà lợi nhuận thu được đó để đầu tư trang thiết bị máy móc. Từ đó thì sẽ góp phần là nâng cao chất lượng, tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm. Những sản phẩm từ rơm mang giá trị thực tiễn cao, tận dụng được nguồn rơm rạ ngoài đồng thay vì bỏ đi, góp phần làm đẹp cho môi trường.